dụ bạn gái đồng tính làm chuyện ấy để níu kéo tình cảm. Chàng trai nhận một cái kết rất đắng. Hơn 4 năm quen và yêu nhau, Thắng mới phát hiện ra bạn gái mình là người đồng tính. Nghe lời dân cư mạng dụ dỗ là làm chuyện ấy để bẻ cong giới tính, níu kéo tình cảm, Thắng nhận cái kết đắng. Tôi với bạn gái quen nhau 3 năm, yêu nhau hơn 1 năm. Lúc yêu cũng là thắm thiết, nhắn tin gọi điện đến nửa đêm, hẹn hò ôm hôn nhưng chưa làm chuyện ấy. Người yêu tôi dáng ngon, mỗi cái ngực có vẻ nhìn hơi lép, nhưng nhìn chung lại là ổn. Từ lúc yêu nhau, được tôi chăm bẵm nên có vẻ béo ra. Tôi thích người yêu hơi bụm bỉm, còn nó thì không. Nó đi tập gym, rồi quen một đứa con gái ở đấy. Đứa kia hướng dẫn cho nó, rồi cả hai thân thiết với nhau không cần đến tôi. Tôi bị bỏ lơ toàn tập, bực lắm nên đã cãi nhau với nó, nhưng rồi cũng xin lỗi và làm lành. Nó chia tay tôi không lý do. Tôi hỏi đã làm gì sai thì nó bảo không có sai, người sai là nó. Thế là tôi lại liên tưởng ra chuyện nó lỡ ngủ với thằng nào, rồi cắm sừng mình. Tôi bảo nó là chỉ cần nói ra chuyện gì, tôi cũng có thể chấp nhận và tha thứ. Thế mà nó quyết lắc đầu. Cái mà tôi không tưởng tượng nổi, đó chính là nó công khai tán con bạn cùng phòng game kia. Tôi buồn quá, làm một cái Facebook ảo lên tâm sự với mọi người. Mọi người bảo với tôi là vẫn còn cơ hội, vì người yêu có thích trai nên rủ tôi lừa nó để làm chuyện ấy. Mọi người nói là nếu quan hệ xong thì nó từ công sẽ thẳng lại ngay. Tôi tin nên mới lừa nó qua phòng mình, rồi lao vào ôm hôn nó. Ai ngờ bị nó tát cho hai cái. Đời không như phim, sáng hôm sau hai đứa nó công khai là người yêu của nhau trên Facebook. Tôi cũng không mất nhiều thời gian để kiếm người yêu mới, nhưng mà mỗi lần nghĩ đến nó là tôi lại ức chế. Tuy vậy thì có khá nhiều ý kiến từ dân cư mạng cho rằng anh chàng này không cần gì phải ấm ức, dẫu sao thì vẫn may mắn cho mình, bởi vì chuyện bẻ cong giới tính cùng một người con gái lét rất khó. May mắn là mình đã không cưới phải một cô gái lét về làm vợ. Anh trai chồng mắc vào lưới tình của cô em dâu vừa xinh đẹp lại nấu ăn ngon. Tôi vướng vào lưới tình của em dâu thật ngọt ngào nhưng cũng thật đắng cay. Nhà có hai anh em, hơn nhau có 2 tuổi. Đến năm em tôi 26 tuổi thì cậu có người yêu, còi to cho vượt, nên em trai tôi lấy vợ khi tôi còn chưa có lấy một mảnh tình vắt vai. Bố mẹ tôi dành nguyên cho vợ chồng thằng em tầng 3, còn tôi khăn gói lên lầu 4 ở. Cô con dâu mới có vẻ khá hợp với mẹ chồng khi cả hai mẹ con rúc rích trò chuyện nhau suốt ngày, rồi cơm nước nước, khiến không khí trong nhà rất vui vẻ. Cả nhà tôi ai cũng mừng vì cô con dâu hòa hợp rất nhanh với nhà chồng. Tôi cũng phải thầm công nhận em trai tôi có con mắt tình đời khi chọn cô vợ, bởi vì em dâu khá xinh xắn, biết ăn mặc và đặc biệt là nấu ăn rất ngon. Hôm nào em dâu vào bếp nấu ăn thì bữa đó cả nhà suýt xoa bởi sự quyến rũ từ những món ăn mà em dâu trổ tài. Em dâu làm cho một công ty nước ngoài nên càng có điều kiện để ăn mặc và trang điểm. Còn em trai tôi là kỹ sư xây dựng nên thường xuyên đi công trình xa nhà. Những chuyến công tác của em kéo dài từ 10 đến cả tháng đều hết sức bình thường. Thời gian đầu mỗi khi em trai tôi đi công tác xa, cô dâu mới vẫn rất vui vẻ và chấp nhận công việc của chồng mình. Nhưng càng về sau, những chuyến công tác kéo dài hơn do áp lực hoàn thành tiến độ của công trình. Tôi nhận rõ sự buồn chán của em dâu mỗi khi chồng vắng nhà. Nhiều lúc thấy em dâu thẫn thờ, ra ngóng vào ngóng trong, chờ chồng. Tôi thấy cũng tội nghiệp, nhưng chẳng biết phải an ủi em như thế nào. Thật ra thì tôi rất vụng về trong việc tiếp xúc với phụ nữ. Đi làm về thì thôi, về đến nhà xong bữa cơm là tôi nhào về phòng riêng, ôm cái máy tính. Không chơi điện tử thì cũng chat chít với mấy thằng bạn cùng cảnh phòng không như mình. Tuy vậy, tôi cũng nhận thấy được thay đổi rõ rệt của em dâu thời gian gần đây, khi em ít nói ít cười, ít cuốn quýt bên mẹ tôi như trước. Đặc biệt khi chỉ có mình em và tôi luôn thấy ánh mắt em dành cho tôi rất lạ. Đôi mắt em như hút lấy hồn tôi khiến tôi lúng túng.
tim đập loạn nhịp. Nhiều khi tôi phải kiếm cớ để thoát khỏi ánh mắt của em. Em trai tôi lại có đợt công tác mới. Tối thứ bảy, tôi xách xe đi nhậu với lũ bạn trai. Về đến nhà cũng đã quá nửa đêm. Chánh choáng hơi men, tôi vừa thở vừa leo lên từng bậc cầu thang để về phòng mình. Lên được đến tầng 3, trong ánh sáng tờ mờ của bóng đèn ngủ hắt ra từ phòng em trai, em dâu tôi đứng ngay ở cửa, mời gọi trong bộ váy ngủ gần như trong suốt. Em lao đến dì chặt lấy tôi, áp cả khuôn ngực nóng bỏng vào người tôi. Bản năng của đàn ông cùng với men rượu có sẵn trong người, tôi bế bồng em vào phòng. Sáng sớm khi tỉnh dậy, đi ra khỏi phòng em trai như một kẻ ăn cắp. Tôi biết nói sao với em trai tôi đây. Tôi thực sự bấn loạn, tôi vướng vào lưới tình của em dâu thật ngọt ngào, nhưng cũng thật đắng cay. Tôi không xứng đáng làm anh trai của em tôi nữa. Tôi phải tìm cách rời khỏi ngôi nhà này. Nếu không, suốt đời tôi cũng sẽ sống trong ăn hành và giày vò. Yêu 6 năm không cưới, chàng trai đứng hình khi biết danh tính người chồng tương lai của bạn gái cũ. Cho tới tận bây giờ, khi biết thông tin người cũ làm đám cưới, chàng trai vẫn không khỏi choáng váng. Yêu đương là một chuyện, nhưng cưới xin lại do duyên số. Nhiều cặp đôi yêu nhau tha thiết nhưng vẫn không thể đến với nhau. Ngược lại, chỉ quen biết trong một thời gian ngắn lại nên duyên vừa chồng. Mặc dầu biết điều đó, nhưng chàng trai trong câu chuyện dưới đây vẫn không hết ngỡ ngàng khi chỉ vài lần giật nhau mà bạn gái quay qua lấy ngay cậu bạn thân. Vì tin tưởng vào tình bạn giữa họ, hơn nữa thì cặp đôi này cũng đã có 6 năm yêu nhau, nên chàng trai không hề ghen tuông hay tỏ ý nghi ngờ. Dịp Tết vừa qua, chàng trai lỡ mồm trêu bạn gái. Thôi em cũng có tuổi rồi, anh thì còn nhiều dự định cho tương lai, em có chờ anh được không? Nếu không chờ được, em cứ yêu rồi lấy người khác đi, anh đồng ý. Ngay thời điểm đó, chàng trai chỉ nghĩ là nói đùa cho vui, và người yêu cũng khẳng định sẽ chờ đợi. Đột nhiên, một thời gian ngắn sau, cô nàng nói lời chia tay. Sau 2 tuần chiến tranh lạnh, cô nàng cho hay mình đã yêu người khác. Ngay sau khi tìm hiểu, chàng trai vô cùng bất ngờ khi anh chàng đó không ai khác chính là cậu bạn thân. Tháng 6 vừa qua họ đã làm đám cưới. Thực sự đến bây giờ tâm lý đã ổn định mới dám nói ra tâm sự này. Có phải tôi đã đùa ngu quá hay không? Vì câu nói của tôi mà chỉ sau 4 tháng, người yêu cũ đã lấy luôn cậu bạn thân. Chuyện đó ai ngờ, chàng trai viết. Ngay sau khi được đăng tải, tâm sự này đã nhận được hơn 13.000 lượt quan tâm, cùng với đó là 500 lượt chia sẻ và hàng ngàn bình luận. Đa phần các ý kiến đều cho rằng đây đúng là một cái kết đắng cho những chàng trai mãi chờ sự nghiệp vững vàng rồi mới cưới. Một số bình luận lại khẳng định cô gái trong câu chuyện chẳng hề sai. Điều sai lầm duy nhất là duyên số không giúp họ đến được với nhau mà thôi. Thành viên có nickname Phạm Thư chia sẻ: nghe anh này kể chuyện thấy anh cũng đùa ngu thật. Chuyện tình cảm chờ hay không chờ nó có sự tế nhị, đừng có đem ra mà đùa dai. Hơn thế nữa, yêu nhau tận 6 năm rồi, cảm giác chờ đợi một đám cưới của người con gái nó lớn chừng nào. Cái cách cô ấy chia tay rồi cưới ngay người lúc nào cũng âm thầm quan tâm mình đã nói lên điều đó. Thôi nhé, nếu có lần sau thì bớt đùa quá đà nhé anh bạn. Đồng quan điểm, thành viên Ngọc Trâm cũng cho hay: mình cũng thấy đáng đời, thà mới ra trường, chứ đằng này ra trường 4 năm rồi, người ta cưới hết rồi hoặc cũng rục rịch cưới, bét lắm thì cũng nói qua chuyện cưới xin. Đây còn cợt nhả, chờ đợi với không cưới được, như là trẻ trâu. Bằng ấy năm thanh xuân của người ta dành để yêu anh, tới lúc quan trọng thì bảo đợi. Nếu là mình cũng chẳng đợi, lỡ may có chuyện gì, đùng cái chia tay, thì già rồi biết lấy ai mà lấy. Bên cạnh đó cũng có một vài ý kiến khẳng định việc quay sang lấy ngay cậu bạn thân của cô gái cũng là một sự lựa chọn đúng đắn. Cô ấy có cắm sừng bạn hay gì đâu, bạn chưa muốn cưới thì người ta đi lấy người khác, người muốn cưới thôi. Đáng ra khi yêu nhau đã lâu thì anh chàng phải mua nhẫn cầu hôn, hứa hẹn hoặc mời gia đình qua nói chuyện. Đằng này dẫn nhau đến 2 tuần cũng chẳng thèm ngó ngàng gì thì chịu luôn. Mừng cho cô gái ấy cuối cùng cũng tìm được một bến đỗ cho cuộc đời. Chẳng còn phải chờ đợi một người với tương lai mà chẳng biết bao giờ mới tới. Cùng quan điểm,
Thành viên Trang Lưu cho hay, thanh xuân của người con gái có hạn, trêu ngu bị đá là đúng. Voi một phiếu cho cô gái ấy bỏ đi lấy người khác, rảnh đâu mà chờ một người vô tâm. Hiện tại thì dòng tâm sự chỉ vì lỡ mồm nói đùa mà bạn gái quay sang lấy ngay cậu bản thân vẫn được sự quan tâm từ phía dân cư mạng. Rất nhiều người cũng cho rằng chuyện tình 6 năm kết thúc một cách chóng váng, để lại khá nhiều tiếc nuối, nhưng đây cũng chính là một bài học dành cho những ai luôn muốn người yêu thương phải chờ đợi. Bởi nếu thực sự muốn chung đôi, chàng trai này đã phải tìm mọi cách để cho họ nhanh chóng về chung một nhà, chứ không phải là không biết khi nào mới cưới.